Ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 3 cho biết đang điều tra vi phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định những công ty này vi phạm pháp luật về kế toán gây kết quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, sai qua. Ngày 24 tháng 10 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét 9 bị can, ra lệnh nắm tạm giam 6 bị can, gồm Dương Tuấn Minh nguyên Tổng Giám đốc, Dương Thị Trâm Anh nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thu Trang nguyên Phó Phòng Đầu tư và Quản lý Đấu thầu Tổng Công ty Cửu Long về tội vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, sai qua theo khoản 3 điều 219 Bộ Luật Hình sự 2015. Cùng với đó, ông Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung, nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh được xác định về tội vi phạm pháp luật về kế toán gây kết quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015. Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giam 3 bị can, gồm Đinh Ngọc Hệ, Phạm Văn Diệt Giám đốc điều hành và Vũ Thị Quang Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội vi phạm pháp luật về kế toán gây kết quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 221 Bộ Luật Hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên đúng pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.